Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 4 bước tiến ngang và 4 bước lùi ngang. Và sau đây là phần hướng dẫn chi tiết. Trước tiên mình sẽ lấy chân phải làm trụ và chân trái bước lên. Mình sẽ đến là 1. Bây giờ mình mới hướng dẫn cho các bạn bước thôi.
Bây giờ mình sẽ tập thức nhạc để hiểu